điều phải nhớ khi ăn mì gói để không mang bệnh vào người. Mì gói là món ăn nhanh quen thuộc với mỗi gia đình. Tuy nhiên, ăn nhiều mì tôm cực kỳ hại cho sức khỏe. Mì ăn liền vốn là một món ăn thay thế ngũ cốc phổ biến, tiện dụng và kinh tế đối với nhiều gia đình. Gần đây, thông tin thường xuyên dùng món ăn này có nguy cơ mắc bệnh khiến nhiều người vô cùng hoang mang. Nếu bạn ăn mì tươi, sau thời gian này đã được tiêu hóa, nhưng với mì ăn liền vẫn còn nguyên sợi trong dạ dày, điều đó chứng tỏ món ăn thông dụng này rất nguy hiểm với cơ thể. Trong một thí nghiệm đặc biệt của tiến sĩ Pradenko, công tác tại Bệnh viện Cộng đồng Mỹ cho biết, việc tiêu thụ mì ăn liền trên 3 lần một tuần có nguy cơ cao mắc bệnh tiểu đường và tim mạch. Nó còn được cho là một đối thủ khó xơi đối với hệ tiêu hóa, bởi sau nhiều giờ vào cơ thể, những sợi mì này không dễ gì phân hủy. Chuyện ăn mì gói không đơn giản chỉ có cho nước sôi, thêm gia vị vào là xong, mà còn phải làm theo những bước sau để đảm bảo tránh khỏi bệnh ung thư từ chất phụ gia trong mì. Nguy hại khi ăn mì gói. Mì gói thường được quảng cáo là chiên qua dầu, chứ không hề sử dụng chất bảo quản để bảo quản. Tuy nhiên, trong dầu lại có chất chống lên men thực phẩm. Loại chất có thể dẫn làm suy giảm chức năng sinh sản, gây bệnh gan và nhiễm sắc thể dị thường. Gói gia vị mì ăn nhiều sẽ làm ảnh hưởng không tốt đến gan, làm cơ thể bị mất nước và tăng huyết áp, bởi chúng chứa chất chống oxy hóa và hàm lượng cao muối natri. Chất liệu làm bát, cốc đựng mì. Nếu sử dụng 0,001mg chất polystyrene, một ngày có thể gây nguy hiểm cho cơ thể. Tuy nhiên, nhà sản xuất nhằm tránh tình trạng bị biến hình khi gặp nước nóng nên có thể đã sử dụng tới 0,015mg chất này. Vậy là cả nhà hiểu mình có khả năng tiêu thụ bao nhiêu là cơ men chất polystyrene rồi. Cách ăn mì không hại sức khỏe. Vứt bỏ gói gia vị. Bác sĩ Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, mì ăn liền vốn được chế biến theo phương pháp chiên, tích nhiều dầu mỡ gây dễ béo, dẫn đến các bệnh béo phì, tim mạch. Dù đã có những nghiên cứu cho thấy ăn nhiều thực phẩm này có nguy cơ suy dinh dưỡng cao. Trước những chất béo không tốt cho cơ thể này, bác sĩ Nguyễn Thị Lâm đưa ra lời khuyên ngoài việc phải vứt bỏ gói dầu gia vị thường có trong mì ăn liền. Thêm rau xanh. Việc bổ sung nhiều rau xanh vào món mì ăn liền sẽ làm giảm tối đa lượng chất béo thừa. Mỗi bát mì nên thêm khoảng 150g rau xanh như cải ngọt, súp lơ, cải xanh, giá đỗ. Việc thêm rau vào bữa ăn sẽ làm cho lượng lớn các chất béo được cuốn theo rau ra ngoài cơ thể. Từ đó sẽ hạn chế được thấp nhất những tác hại chính mà bát mì gây ra, bác sĩ Lâm khuyên. Ngoài ra, để bữa ăn có thêm dinh dưỡng, mỗi bát mì nên bổ sung từ 25 đến 30g chất đạm như thịt bò, thịt lợn, hạt tôm. Tuyệt đối không ăn mì ướt. Việc chế biến mì ăn liền cũng được bác sĩ Lâm đặc biệt nhấn mạnh. Thay vì tiết kiệm thời gian bằng cách cho bát mì vào tô, đổ nước nóng, đậy nắp, đợi chín, bác sĩ Lâm khuyên nên đun sôi, đổ ra để ráo, tiếp tục nấu nước lần 2 và cho mì đã chín sơ vào chế biến. Bằng cách này, lượng chất béo và một số chất dinh dưỡng không tốt đã bị biến đổi trong bát mì sẽ giảm được phần nào. Đối với rau và thịt, cần nấu chín trước khi thêm vào mì. Nấu đúng cách. Cách nấu mì thông thường là đun nước sôi rồi cho vào mì và các gói gia vị vào, sau đó đun thêm khoảng vài phút là đem ra ăn. Tuy nhiên, cách chế biến nêu trên là hoàn toàn sai và gây hại cho sức khỏe của bạn. Thành phần chính trong gia vị của mì ăn liền là bột ngọt. Do đó, khi đun sôi, bột ngọt sẽ biến dạng cấu trúc phân tử thành chất không tốt cho sức khỏe. Ngoài ra, sau khi chiên, sợi mì ăn liền được phủ bởi một lớp dầu mà cơ thể phải mất từ 4 đến 5 ngày mới có thể tiêu hóa hết. Sau đây là cách nấu mì ăn liền đúng cách, tuy hơi mất thời gian hơn nhưng chúng ta cố gắng làm theo nhé. 1. Chần bát mì trong nước sôi. 2. Khi các cọng mì bắt đầu tách rời nhau, vớt mì ra và đổ bỏ nước, loại bỏ lớp dầu chiên bên ngoài sợi mì. 3. Nấu nồi nước sôi mới, bỏ mì vào trở lại nồi nước sôi, tắt lửa ngay sau đó để mì không bị nhão nát. 4. Sau khi tắt lửa, nước còn đang nóng, bỏ bột nêm vào trộn đều,
hoặc lấy mì ra và trộn với gói gia vị nếu là loại mì ăn khô. Lưu ý, gói bột nêm trong mì thường hơi nhiều, để tạo cảm giác đậm đà ngon miệng, chúng ta nên chỉ dùng một nửa hoặc 2/3, không nên ăn quá mặn. 5. Để đảm bảo dinh dưỡng, nên chế biến riêng trứng, thịt, cá, tôm, rau xanh rồi thêm vào mì. Một vài tác hại khi ăn nhiều mì ăn liền. Thiếu dinh dưỡng. Mì ăn liền chỉ chứa năng lượng chủ yếu từ chất béo và tinh bột. Dùng nhiều mì ăn liền khiến bạn bị mất cân bằng dinh dưỡng và béo bụng do tiêu thụ nhiều tinh bột. Bệnh tim mạch. Bạn có nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch như cao huyết áp, xơ vữa động mạch, đột quỵ cao hơn bình thường. Nguyên nhân là do chất béo trên fat có hại cho sức khỏe, đặc biệt đối với những người cao tuổi hay người có tiền sử bệnh tim mạch. Hại thận. Mì ăn liền thường được ướp rất nhiều muối. Với lượng muối cao như vậy, khi ăn đương nhiên làm hại thận. Loãng xương. Trong mì ăn liền có chứa nhiều phosphat giúp cải thiện mùi vị, tuy làm ngon miệng nhưng lại khiến chúng ta bị loãng xương, mất xương, răng cũng yếu dần đi. Ung thư. Mì ăn liền với các thành phần phụ gia, màu thực phẩm, chất béo bão hòa, quá nhiều muối. Các nghiên cứu kết luận rằng mì ăn liền có khả năng gây ung thư nếu ăn nhiều trong thời gian dài. Không thể phủ nhận vai trò của mì ăn liền trong cuộc sống nhiều bận rộn như ngày nay. Tuy nhiên không thể xem đây là một món ăn hoàn hảo, có thể dùng mọi lúc mọi nơi. Vì nếu dùng thường xuyên sẽ không tốt cho sức khỏe. Khi ăn mì, bạn hãy chịu khó dành thêm vài phút để nấu mì theo cách nêu trên nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Dùng gừng theo cách này, viêm xoang mãn tính cũng phải chào thua. Viêm xoang là một căn bệnh phổ biến bất chấp thời tiết và hàng triệu người trên thế giới phải chịu đựng nó mỗi ngày. Viêm xoang, dù là mãn tính hay cấp tính, đều do dị ứng, cảm lạnh, nấm hoặc vi khuẩn gây ra. Thuốc tây trị viêm xoang khá đa dạng, nhưng hầu hết đều có tác dụng phụ. Thuộc tính mạnh và độc hại của thuốc còn hành hạ cơ thể hơn cả chính căn bệnh viêm xoang. Do đó, các phương pháp đông y trị viêm xoang thường được người Việt tin tưởng hơn. Chẳng hạn như gừng, đây là nguyên liệu rất phổ biến trong điều trị viêm xoang. Để hiệu quả trị bệnh được cao nhất, bạn có thể áp dụng theo cách sau. Nguyên liệu: gừng tươi 60g, ngót sen 30g, 500ml nước. Cách làm: bạn lấy 50g gừng tươi thái lát mỏng khoảng 2-3mm cho vào nồi. Cho 500ml nước vào đun sôi khoảng 15 phút. Tắt bếp. Đợi nước cốt gừng bớt nóng thì dùng khăn thấm đều nước cốt rồi đắp nhẹ lên mặt. Hít hơi nóng từ khăn bốc hơi. Hơi nóng từ nước cốt gừng sẽ làm giảm xương, loãng dịch nhầy, giúp đẩy dịch nhầy ra ngoài, mũi dễ dàng hơn. Thời gian làm khoảng từ 8-10 giây. Bạn cũng có thể đặt nồi nước gừng ngang ngược, lấy một chiếc khăn to trùm qua đầu rồi hít hơi nóng từ trong nồi bốc ra. Sau khi xong mũi với nước cốt gừng, bạn dùng hỗn hợp gừng lá sen để đắp mặt. Bạn giã nát 6g gừng tươi, giã nát luôn 30g ngót sen. Trộn đều rồi đắp hỗn hợp này vào chăn mày, lên trán nhưng phải cẩn thận không để dính vào mất, gây hại cho mất. Đắp được khoảng 20 phút, những triệu chứng trên sẽ giảm dần, trán không còn nóng, tăng cảm giác buồn nôn do có mủ từ hốc mũi trào vào, khoang miệng và nôn ra ngoài.
cách này cũng có thể trị viêm mũi dị ứng. Kiên trì sử dụng nước có gừng để xông, rồi dùng gừng và ngó sen để đắp liên tục trong 10 ngày, mỗi ngày 2 lần sáng và tối. Sau đó, cách 2 ngày đắp lại 1 ngày. Sau 30 lần đắp, triệu chứng viêm xoang nặng cỡ nào cũng sẽ khỏi hẳn. Bạn cũng có thể áp dụng cách này cho trẻ nhỏ từ 2 tuổi trở lên, nhưng với liều lượng ít hơn và phải có sự giám sát của người lớn. Chúc cả gia đình bạn luôn khỏe mạnh. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Mặt trái đáng sợ của món trứng vịt lộn bổ dưỡng. Không thể phủ nhận những công dụng của trứng vịt lộn, nhưng khi sử dụng thực phẩm này, bạn cần có hiểu biết đầy đủ về cái lợi và hại để có cách dùng, cách ăn sao cho có lợi nhất. Trứng vịt lộn được coi là món ăn bổ dưỡng có tác dụng vàng, không chỉ là thực phẩm, trứng vịt lộn còn được coi là vị thuốc bồi bổ cơ thể. Không thể phủ nhận những công dụng của trứng vịt lộn, nhưng khi sử dụng thực phẩm này, bạn cần có hiểu biết đầy đủ về cái lợi và hại để có cách dùng, cách ăn sao cho có lợi nhất. 1. Những lợi ích của trứng vịt lộn. Theo đông y, trứng vịt lộn có tác dụng tu tâm, dưỡng huyết, ích trí, giúp cơ thể nhanh tăng trưởng. Khi dùng chung với gia vị như rau răm, gừng tươi, trứng vịt lộn trở thành một bài thuốc chữa bệnh thiếu máu, suy nhược cơ thể, còi cọc, đau đầu, chóng mặt, yếu sinh lý. Theo các chuyên gia dinh dưỡng hiện đại, trong trứng lộn có chứa 13,6g protein, 12,4g lipid, 82mg canxi, 212mg phospho, 600mg cholesterol, 182 calor năng lượng. Ngoài ra, trong mỗi quả trứng còn chứa rất nhiều vitamin A, tiền vitamin A, chất sắt, glucid, vitamin B1 và C. Để phát huy hết công dụng của trứng vịt lộn, người ta thường ăn kèm với rau răm, gừng tươi và một chút muối. Đây cũng chính là những vị thuốc đông y giàu dược tính. Gừng tươi có tác dụng kích thích tiêu hóa, giải độc thực phẩm, tăng cường chức năng tình dục. Trong khi đó, rau răm tính ấm, có tác dụng ấm bụng, chống đầy hơi, sát trùng, tán hàn, ích trí, mạnh gan cốt, chữa lành bụng, say nắng. 2. Tác dụng khi ăn nhiều trứng vịt lộn. Nhiều người chỉ hiểu đơn giản là ăn trứng vịt lộn quá nhiều không tốt, nhưng cụ thể không tốt như thế nào thì lại không rõ. Thực ra, nếu lạm dụng món ăn này và sử dụng không đúng cách, thì tác hại của nó không chỉ là không tốt, mà rất có hại cho sức khỏe. Gây thừa vitamin A. Ăn nhiều trứng vịt lộn và ăn một cách thường xuyên cũng khiến cơ thể bị dư thừa vitamin A. Lượng vitamin A dư thừa này sẽ tích lũy dưới da, gan và làm vàng da, bong tróc da, ảnh hưởng xấu đến việc hình thành xương. Nguy cơ mắc nhiều bệnh nguy hiểm. Trứng vịt lộn tuy giàu đạm nhưng cũng chứa nhiều cholesterol, nhất là những cholesterol xấu, góp phần gây ra các bệnh tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, gan nhiễm mỡ, bệnh gút. Những người đã có sẵn bệnh cao huyết áp, tiểu đường, gan nhiễm mỡ, tim mạch, viêm gan thì càng nên hạn chế ăn trứng vịt lộn. Nếu ăn quá nhiều sẽ dẫn đến tắc nghẽn động mạch, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ, ảnh hưởng đến sinh lý. Bản thân trứng vịt lộn không làm ảnh hưởng đến chức năng sinh lý của người ăn, nhưng nếu ăn nhiều trứng vịt lộn cũng có nghĩa bạn đã tiêu thụ nhiều rau răm, loại gia vị được cho rằng làm suy yếu khả năng sinh lý của quý ông. Đông y cho rằng ăn nhiều rau răm sẽ sinh nấm rác, giảm khả năng tình dục của nam giới. Các nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy rau răm chứa một số loại tinh dầu có khả năng ức chế tình dục. Không tốt cho người tỳ vị hư, yếu. Theo đông y, trứng vịt lộn tính lạnh, mát. Người có tỳ vị hư, ăn vào dễ gây trì tệ. Theo đông y, trứng vịt lộn tính lạnh, mát. Người có tỳ vị hư, ăn vào dễ gây đầy trệ, không tiêu, gây bán buồn, ảnh hưởng không tốt đến gan, thậm chí dẫn đến nguy cơ xơ gan. 3. Ăn sao cho đúng.
nên ăn trứng vịt lộn vào buổi sáng để dạ dày có thời gian tiêu hóa hết chất dinh dưỡng có trong loại thực phẩm này. Không nên ăn vào buổi chiều hoặc tối để không nên ăn vào buổi tối. Không nên ăn vào buổi chiều hoặc tối dễ gây đầy bụng, khó chịu, không tiêu hóa được. Ăn bao nhiêu cho đủ? Trẻ em dưới 5 tuổi không nên ăn trứng vịt lộn do hệ tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện, dễ dẫn đến tình trạng không tiêu hóa được, ảnh hưởng tới sức khỏe. Trẻ trên 5 tuổi nên ăn 1/2 quả trứng một lần, tương ăn từ 1 đến 2 lần. Bà bầu nên ăn mỗi tuần 2 quả và khi ăn, hạn chế hoặc không ăn rau răm. Những người có bệnh cao huyết áp, tiểu đường, viêm gan, gan nhiễm mỡ, tim mạch, gút cũng nên kiêng hoặc không ăn. Nhiều trứng vịt lộn. Người gầy yếu, muốn tăng cân nên ăn nhiều trứng vịt lộn. Khi ăn nhớ kèm theo đĩa lạc hoặc một chút dầu ăn để giúp hấp thu dưỡng chất có trong trứng vịt lộn tốt hơn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.